Cơm nhà mình chín rồi, xin mời cả nhà nha. Bữa nay mình ăn chua cá linh với lại cá linh kho tộ. Mấy ngày nay báo hoài sắc. Nha, sáng lại thông báo. Cơm chua thì mình chấm nước mắm mặn nha cả nhà. Báo rút cái nắng lên. Xin chào cô chú anh chị các bạn. Hồi sáng này mình đi chợ mình mua được mấy con cá linh. Nay ở dưới mình mới có cá linh nha. Ở trên Đồng Tháp ở cái miệt nước nổi thì có cá linh, người dưới mình mới có. Từ hôm nay mình cũng trông cho chừng nào có bán để mình mua về nấu canh chua ăn. Bữa nay có rồi, mình nhà có mấy cây bông súng nè, mình hái bông súng vô mình nấu canh chua nha. Nhà có bữa nay thì nhà có gì nấu đó, có bông súng hay là có rau rác gì ngoài vườn thì mình sẽ hái vô mình nấu canh chua, chứ không có nấu canh chua bông điên điển. Mình thấy ngay đây có cây bông súng, nó có bông nè cả nhà, mình móc thử coi móc được không, lấy vài cái lá để về mình nấu canh chua ăn nha cả nhà. Đây cái cầu móc nè, cái cụ móc, cái này là để hái chầm ruột. Móc được gì móc nha, móc bông móc lá gì móc được gì móc. Ôi, lên ôi. Lên chứ, lên cái đó ngó là cái bông đó nó đẹp á. Lên à. Đúng không, ở đây nó có cái ấy nè, nó bằng tre nó bén. Lên cái bông khỏi lội mất công. Ừ, bị cột cái cụ móc á vô. Dạ, cái mình nó dính đóng luôn. Ây. Bè cái đó non á. Dạ. Lên túng nó hãy lên à. Bước cái cọng này luôn. Cái cọng lá này nó nhỏ quá, nó không có cái gì nó vướng lại. Đó, cái đó nào như ngó dạ. Sen vậy. Cái này ngon à, mà nó mập. Rồi đứt cái bông rồi. Mình lấy cái bông mà cái cọng nó không lên. Đây nè cái bông này bự nè. Ngon chưa? Giống như lường. cầu quạt. Có một cây một mà sao nó bự ghê luôn cả nhà. Được, không có cái lá được, cái lá nó nhỏ nó không có vướng được á. Nó đâu có vướng được. Nó tọc lóc. Đây lên. À. Rồi bước hết cái bụi bông rồi đó. Hồi nãy giờ mình hái được bao nhiêu đây bông súng nè cả nhà, chính xác là bông súng luôn á. Như đây là về nấu canh chua ngon luôn á. Mập quá ha. Dạ, cái cọng, đáng lẽ mấy cái cọng này nó còn dài nữa nè. Ừ. Nó giống như cái núm mối vậy, nó mới mập, nó còn ngắn, đáng lẽ là nó sẽ dài. Nó dài bằng cái cây này nè cả nhà, vậy gấp đôi á. Mà cái này nó còn nhỏ,
nó chưa có kịp cao. Tại giờ quá. Nè mình chùi vô cái cây gì nè, nó sẽ hết bụng đó. Sạch trơn. Đang còn muốn không có tóc. Không muốn nè các bạn. Nó không có bự không? Không bự. Chứ đi xuống nước có là không có xịt ở đây. Đi xuống nước nước. Đi xuống nước nước á Dung. Dạ. Nó mềm. Đây nè. Có nước nước vậy nè, mềm ngon lắm. Dạ. Cầm cái muỗng nó trên khô nó cứng hơn. Nó cứng. Xuống mềm đây nè. Hái cái đọt non không? Ngon. Trời nhà bao la. Mềm. Cái này nước nó ngập lên đầu ngọn rau muống cho nên ngọn rau muống đen hồi lùi. Giờ rửa cái tóc thường. Để con lát coi có lớp chuối nào không? Hái lớp chuối. À con thấy rồi nhưng mà cao quá. Có lớp chuối kìa. Bự chả mà cao quá. Có để coi được. Hái được không? Có mà giật. Giật được thì mình hái về nấu canh chua. Mình hái trái chanh để mình vô mình nêm canh chua nha cả nhà. Hồi nãy có bần mà mình quên hái. Quên hái tiêu về luôn. Nè cá linh nè cả nhà, cá linh này là cá linh đầu mùa. À, cái xương nó còn mềm dữ lắm. Giờ mình ướp kho nha, cái cá thì bỏ một chút tỏi cháy vô cho nó thơm. Hành cháy. Giỏi quá. Ông bà coi con ăn nè, con ăn giỏi quá chừng nè ông bà ơi. Giỏi quá. Giỏi quá con ăn cho ông bà khen nè. Hả cái họng, hả họng như chim vậy á, thấy không? Hả họng trời ăn như chim vậy á.
Ôi, uống một con à nữa. Uống nước con à nữa. Rồi. Xong rồi. Xong rồi ông bà. Ăn xong rồi. Sáng là làm chén, trưa à, chiều làm chén. Cá này mấy con cá nhỏ nhỏ nó mau chín lắm cả nhà ơi. Bữa nay ăn cá linh thò tiêu ha cả nhà. Hấp dẫn quá, đói bụng chết luôn, trời mưa đó bụng. Đây là nồi canh chua cá linh. Cái nước nêm canh chua nè cả nhà, canh chua là mình không có biết nêm, vì sáo nêm chứ mình không biết nêm. Mình nêm thì vẫn nêm nhưng mà nó ăn nó không ngon. Rồi, nó trắng tươi, thấy đã ghê không cả nhà? Trắng tươi. Rồi, được, để nắp lên đi. Dạ. Ủa nhiều quá, cứ nó bị... Bị gục. Bị gục á. Cơm nhà mình chín rồi, xin mời cả nhà nha. Bữa nay mình ăn chua cá linh với lại cá linh kho tộ. Mấy ngày nay báo hoài sắc. Sáng lại thông báo. Cơm chua thì mình chấm nước mắm mặn nha cả nhà. Báo rút rút cái nắng nắng lên. Chua cá linh mà năm nào đầu mùa cá linh nó mới ngon thì sao, đầu mùa cá linh nó mềm.
mà cuối mùa cái linh cái ngắt rồi không không, nãy giờ xong ta hết cái linh con ta nuôi trong cái lưới bự vậy á. Xin mời ông bà cô bác ăn cái linh đầu mùa thứ ngày từ cả năm nay ăn á, mềm ngon, mềm xẹo không? Mềm xèo. Đường ngóc ngóc này là ngon lắm. Mềm xèo cái đầu nó nhai luôn, mình nhai luôn. Hương đậu mùa ăn ngon chứ cuối mùa không ngon. Cuối mùa cái linh nó hơi hôi mà nó ngậm như cái đầu nó xương không à, ăn được. Chị biết người ta làm gì không? Kho mía á. Kho mía cái linh. Kho mía phải cái linh hai bằng hai ngón tay tới lên. Cái này kho cũng ngon. Nãy giờ nghe mẹ với cháu nói cá linh mềm để dùng ăn thử nha cả nhà. Xin mời cô chú anh chị các bạn còn ăn cái kho trước thì cái kho ngon lắm à. Mềm mẹo à, mềm mẹo à, không thấy xương, không thấy một miếng nào xương hết á. Con này bự hơn à. Chấm với nước mắm. Con này thì thấy miếng xương còn nhỏ mới luôn, cái linh non á, mình xèo à. Nhưng mà cái mùi cá linh nó đặc biệt ha, nghe cái mùi nó khác với cá bình thường, nghe cái mùi nó béo. Ăn nó béo mà nó mềm. Mềm không? Ừ. Có năm, không biết năm đó, năm... Năm đó chắc năm 2000... Năm 97 hay gì không? Dạ. Dường sáu dường đi chạy xem đôi mà mới cày ha. Mà ghe cá linh nó xuống á. Nó nhảy sôi sôi luôn, một cá bự gần ba ngón tay không á nha. Dứt chiều cái dường sáu dường đi về dường ăn cơm. Vẫn chạy xe tới xế vẫn diễn về với thằng cơm, cái vẫn đi chạy nữa, cái vẫn đấy. Tại cái linh trong chợ nó rẻ quá trời vậy Tư. Có 2.000 ký à. À mà Tư trong còn nhảy luôn á. Cái vậy cái tôi gửi vẫn 6 mùa, không biết mùa 4-5 ký gì. Trời ơi, mùa 4-5 ký dữ mẹ. Mà hồi đó không có, mà hồi đó không có tủ lạnh. Cái mua về mằng, mằng cái mía gì hả? Rồi tại lúc ăn, đó nhà mình trồng mía phải không? Ăn mấy ngày luôn. Nhà trồng mía có mía. Trời ơi ngon, rẻ thấy ghê luôn mà ngon, cá ngon lắm, bự ngon lắm. Mà tại nhà bữa ghe nó xuống hai ba ghe cái bán không hết sợ chết á, ta bán rẻ. Mẹ nói 2.000 là chưa rẻ đâu, hồi nãy Sáu nói có 500 đồng kìa. 500 đồng, năm nào? Em biết không nè, nhưng mà hồi thứ ba mua, ôi ông mua quá trời, em nói cũng mà mua có cả hai giả luôn á. Ôi có 5 tấn. Năm à. Tại tôi nhớ năm đó là ăn tiền nó hơi bự rồi, mà ăn tiền để năm 96, năm 97 nhớ ăn tiền hơi bự rồi. Là tôi tính mà tính năm một con kho. Đúng đó mà không mà không kỹ mà ăn đắng á. Đúng rồi, đúng mà. Nó mềm mềm. Cũng ghe xuống á. Còn không biết năm nào anh Tư Điền ảnh ảnh đổ nguyên một cây cá linh vô dũng ảnh nhớ không? Dạ. Có luôn được mà. Không. Chết chắc rồi. Trà lạ nước nó không chịu. Cá này ở miền Tây về mình nuôi khó nuôi lắm. Kêu cá linh rẻ, kêu kia cá linh gì cần hết chả nên nuôi, ai giờ nuôi không được chết tàn. À, anh nhớ còn ủ đừng nấu nước mắm hay sao mà nó ủ mà không cắt mật nó đắng, nước mắm nó đắng ăn cũng không được nữa. Mật đắng nè, ớt hành tiêu cái mật cá linh nó đắng lắm.
cúc ngọt, miếng đường đường cho ngọt ngọt vậy. Cái sắp sắp từ lớp rồi cái hầm hầm cho thịt mình hầm mía để dành ăn hoài nó thôi. Để vô miếng muối đi sao? Ừ. Ngon. Này như cá hấp đó. Mấy con hồi nãy á, mấy con mà kho á, cái xương nó mềm nuốt luôn. Còn hồi nãy con lấy một con nấu canh mà cái con hơi bự, con cũng bự bằng ngón tay. Thì lựa đó, vậy lựa cái con mấy con nhỏ thì kho, mấy con bự nấu canh. Cái xương nó vẫn mềm nhưng mà nó có xương, nhưng mà xương vẫn mềm mà con không dám nuốt, con nuốt con sợ lỡ cái gì đi gáp mập, không dám nuốt. Nhưng mà xương mềm lắm. Bữa tôi ăn cá mè mà tôi có cỡ này sợ luôn mấy sao? Mà tôi khoái ăn thịt trong cá mè, cá mè gì biết cái thịt nó ngọt. Dạ. Ăn cá mè. Ừ, con mà con thích ăn cá linh ăn đắng đắng. Hai bác sĩ mà gọi đèn vô, cấp không được đó hồi viện hỏi sao ăn đó bụng quá ăn cơm thôi hỏi xuống tiều. Ừ. Tôi định cái xương nó mỏng nó trắng, giờ mà không thấy. Cái xương nó cái xương cái mè nó có chút xíu à mà bén lắm. Ngon quá, cái gừng kho ngon. Mềm. Cái này phải ướp miếng đường á. Nên xèo. Cái này mua nước mía thì kho cũng ngon hay không? Kho nó mềm mới như sáp. Mềm. Bị sáp. Mua mớp ạ. Có cá linh bự á, cái mình mua mình kho mía mà mình kho 10 tiếng đồng hồ á, cái nó gục xương á, chắc ngon lắm á. Kho kho này ấp sức là nó gã gục ha. Ừ. Ăn lên có rau muống với lại bông trúng là ăn ngon rồi, không có cần bông điên điển. Bông điển nó có bút sâu hả? Ừ. Có mùa. Ừ. Cái mùa ha, nó bút điều rang có lúc sâu quả trời. Tại vì sao biết sao bông điên điển là miệt cơm đằng tháp mà không có cây gì nấu canh á, ta thấy bông điên điển với mình này thiếu gì mình này môn sữa đũa đổ bông còn bự hơn bông điên điển nữa. Con nhớ cái lần con ăn bông gỏi, gỏi bông điên điển. Gỏi bông điên điển với lại tép rang. Ăn đã một hồi mới thấy sao bò lạnh ngỏm. Vậy béo. Ăn vậy béo á. Thấy có sâu béo á. Mà ăn không thấy thiếu à. Trời ơi. Mà nó ở đâu cái bông đâu thấy. Ở cá cái đống mình không thấy. Vậy sao? Cá cái đống nè. Mềm. Mềm quá con cá nè. Mùa cá linh là mùa chín tháng 10 này nè. Mình đây là dữ lắm nè. Không biết năm nay sao. Năm nay mới tháng 9 tây à. Nước nổi mới có cá linh nữa mẹ. Nghe nói vậy nha, biết đâu mực trên á. Ờ, mực trên á. Miệt Long Xuyên, Đồng Tháp rồi chứ là phải mực mình, đây. Ừ, có người nói đó. Nước lũ vậy chứ ngon, sống dưới lũ vậy, được sổ vậy chứ ngon. Ừ, người ta chờ nước lũ, nước nổi á. Không phải là lũ mà là nước nổi. Mấy người, người ta sống nhà nước nổi là người ta chờ một năm có mấy mùa nước á. Cá nhiều lắm, người ta đặt cá với người ta là lưới cá rồi á. Cái người ta mặn mắm cá linh rồi sao, người ta để năm sau người ta bán. Có năm nước nó không nổi nhiều á, là nó thất thu á. Nước mà cạn khô rồi, nó tanh không có đặt có cá nắm gì đó. Với làm ruộng, ruộng lúa nó không trúng nữa. Nước nổi lên. Làm... Nó khổ vậy á, trong cái lũ vậy mà. Nó nổi lên rồi, cái phù sa nó mang lại trong nước rồi sao? Là mình cái lúa có trúng không? Có cua, đồ có cá, đủ thứ á. Sao thu nhập? Đồ bán dữ lắm á. Cái ăn gì ổng nói vậy. Còn mà nước không có đủ không có con. Phù sa nó lại cái lúa nó giống như mình bông bụng vừa á phải không mẹ? Ừ. Vậy á.
nhập lên cái bụng nó theo. À, hồi mấy năm phải chừng 20 năm về trước là nhà người ta ở Đồng Tháp, ở nhà sàn hay mình sao? Có người ta ngồi dưới nhà, người ta ngồi vậy nè, người ta ngồi trên nhà sàn người ta câu cá được, có cá luôn. Hồi đó có phim gì? Mượn nước nổi. Cánh Đồng Quang. Cánh Đồng Quang nha. Trời coi thấy ngán luôn. Coi cảm thấy ngán ngẩm luôn. Nói cái gì? Cái thằng An là phim gì mẹ? An là phim đâu phải Mùa Đất Nổi. Thằng An là phải Cánh Đồng Quang hay là cái giống không phải? Không phải Cánh Đồng Quang. Thế nhiều quá thì sao? Cái gì thằng? Lâu quá em cũng quên. Còn Cánh Đồng Quang là phim đánh giặc phải không sao? Đánh giặc. Con nhớ vụ đó. Cái bài đó nhấn em bé bỏ vô cái bỏ em bé vô cái bao xong mày nhấn xuống Dũng. Để cho đừng có nghe tiếng khóc. Đừng có ít coi nó gì, con thấy sao sao thôi. Em bé bạn gà con vậy, cười chết luôn. Phim thằng An là Đất Phương Nam. Đúng rồi, Đất Phương Nam với lại Cánh Đồng Quang là hai phim đó là hai phim mà hồi nhỏ có hồi nhỏ mình hồi nhỏ người ta hay chiếu tại lúc đó đâu có phim nhiều. Phim nó dài là tập. Đất Phương Nam nó khổ rồi hơn. Ai đóng thầy chánh, ai đóng gia chánh thì chịu khổ. Thôi bây giờ cả nhà mình ăn tiếp nha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video của Dung. Anh xin chúc cả nhà có một ngày thiệt là vui vẻ nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.